mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Tường Sang bất ngờ thông báo kết hôn cùng bạn trai sau thời gian hẹn hò bí mật. Kể từ khi đăng quang ngôi vị Á hậu Miss World Việt Nam 2019, Tường Sang luôn chăm chút hình ảnh của mình mỗi khi xuất hiện. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ gương mặt thanh thoát, nụ cười sáng cũng như khả năng ứng xử thông minh, lưu loát cũng như đời tư kính tiếng. Tuy nhiên mới đây dân mạng xôn xao bàn tán chuyện nàng hậu này đã bí mật kết hôn ở ngưỡng đôi mươi. Tình tiết quan trọng được chỉ ra đó chính là chiếc nhẫn ở ngón áp út của Tường Sang. Điều này khá trùng khớp với thông tin có một á hậu theo chồng bỏ cuộc chơi được truyền tay nhau trước đó. Cho đến mới đây, á hậu Tường Sang đã thông báo cô sẽ kết hôn vào cuối tháng 11, chính thức từ bỏ cuộc sống độc thân. Được biết, ông xã của nàng hậu sinh năm 1991, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, cả hai đã quen nhau hơn một năm. Gia đình hai bên có quen biết từ trước. Tường Sang quyết định cưới vì cảm thấy đây là người phù hợp để đi lâu dài. Hơn nữa cô sẽ chuyển vào Sài Gòn sống nên muốn mọi thứ chắc chắn bằng một hôn lễ. Ai cũng thắc mắc sao tôi cưới sớm, song tôi cảm thấy đây là đúng người đúng thời điểm. Ở bên anh tôi thấy bình yên và an toàn. Về vấn đề kết hôn khi còn đang trong nhiệm kỳ, Tường Sang cho biết cô đã đi thi quốc tế và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ngoài ra cô vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện trong tương lai. Do đó đám cưới sẽ không gây ảnh hưởng gì đến công việc. Gia đình Tường Sang sẽ luôn ủng hộ những hoạt động của cô sau khi kết hôn. Tường Sang cũng từng gây chú ý khi đeo chiếc nhẫn kim cương siêu to, được cho là có giá trị chắc chắn không nhỏ. Nàng á hậu nhanh chóng được xếp vào hội những mỹ nhân VIP sở hữu nhẫn kim cương hàng hiệu không phải dạng vừa. Sau chuỗi lại thông tin, rất có thể đây là chiếc nhẫn cầu hôn mà Tường Sang nhận được bởi ông xã. Tường Sang năm nay 20 tuổi, sinh viên đại học RMIT và đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cô cao 1m7 và gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào. Sau đó, người đẹp tiếp tục dự thi Hoa hậu quốc tế tại Nhật vào top 8 chung cuộc. Đây là thành tích cao thứ hai của Việt Nam tại sân chơi này sau ngôi vị Á hậu 3 của Thúy Vân. Trở về từ các cuộc thi, Tường Sang khá kín tiếng. Cô thỉnh thoảng dự sự kiện chụp ảnh thời trang. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.